bạn sẽ được nhìn thấy tất cả mọi người này, lâu đài, thực phẩm, những cái phần đặc biệt nhất mà tôi đã gặp được một người. Otto, ngươi làm gì ở đây thế hả? Chỉ là có một chút thú vị cho bà đây. Bà biết tôi đã gặp ai hôm nay ở trong làng không? Ngươi gặp thì tại sao ta lại thú vị chứ? Không, có lý do chứ. Có đấy. Ta gặp một cô gái có một bộ tóc dài màu vàng. Sao cơ? Rapunzel đã ở trong làng à? Nhưng làm thế nào? Còn bé ấy đã tìm ra cái con đường ngầm phía dưới đường hầm đấy. Nhưng chưa phải là phần hay nhất đâu. Con bé đấy đã nói chuyện với lại một người. Anh ấy là người đẹp trai nhất mà ta từng gặp qua. Bởi trước nay cô đã gặp bao nhiêu người rồi hả? Anh ta thật là tử tế, khỏe mạnh và... Tên anh ta là gì? Ta đâu có biết. Ta chưa hỏi. Thật đáng tiếc là tôi lại bỏ mất cái chi tiết nhỏ đó. Xin lỗi nhé. Ta cần biết hắn là ai, tên gì, và ta sẽ làm cho hắn tiêu tàn tất cả mọi thứ. Có thể ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Ôi, báo động, gót theo đến. Một chuyến đi dễ thương lắm, phải không? Otto, là ngươi à? Sao tất cả những gì ta làm cho ngươi thì ngươi lại trả ơn cho ta bằng cách vụng trộm như thế hay sao? Nhưng tôi, tại sao? Bà không nói cho tôi biết về ngôi làng đó, nó ở sát ngay một bên thôi mà. Ta giấu nó là vì sự an toàn của ngươi, bảo vệ cho ngươi khỏi sự nguy hiểm. Nhưng tôi thấy mọi người ở đó đều rất tử tế cơ mà. Ta phải... Chắc là như thế. Và ta nghe nói rằng ngươi đã gặp một ai đó phải không? Đặc biệt lắm phải không? Hắn ta là ai? Tôi không biết tên anh ta. Nó là... Tôi nói thật mà. Ta tin những điều mà ta nói. Ta muốn cái tên của hắn ta. Nhưng tôi nói là tôi không biết mà. Chắc ngươi chưa hiểu rõ lời của ta phải không? Đừng mà. Khi ta yêu cầu một câu hỏi thì nó phải có một câu trả lời. Nhưng cô ta nói là cô ta không biết mà, thưa lệnh bà. Sao? Bạn của người cũng che giấu cho người đấy hả? Ôi không, ôi không. Họ không biết gì đâu, dừng lại đi. Còn chờ gì nữa, đi đi. Tại sao bà lại làm điều này? Bà không thể cách ly tôi với lại thế giới bên ngoài mãi mãi đâu. Thế à? Xem đây. Hugo, đến đây. Hãy tận hưởng cái sự đơn độc đi. Ta chắc chắn nó sẽ làm ký ức của người phục hồi đấy. Khi ta trở lại, ta muốn nghe một cái tên. Còn bây giờ thì dọn dẹp cái mớ lộn xộn kia đi. Sự ham muốn